Hey, no. No. Wait. Anh tính vào mình mang ra đấy rồi. Cầu lên. Xin chào các bạn. Hôm nay thì Boss Talk sẽ nói về một chủ đề khá là nhiều bạn quan tâm, đó là làm sao để cho chó của mình không có cắn phá đồ trong nhà, đặc biệt là những cái đồ vật dụng hàng ngày mà chó có thể chạm tới, ví dụ như là dép đi trong nhà, bất kể giày dép nào bạn để trong nhà mà chó có thể chạm tới thì chúng đều cắn xé, hay là những cái chai nước phát ra tiếng động như vậy thì nó cắn vô, nó phát ra tiếng động rất là nhiều thì chó rất là thích cắn xé. Và ngoài ra nó còn có thể cắn đồ quần áo hay là khăn, đồ rẻ lau hoặc là những cái cây như vậy. Thì làm sao để cho chó của bạn ngừng cắn phá những cái đồ như vậy? Nếu cứ để tiếp tục chú chó của bạn cắn phá những cái đồ nào mà nó thích thì sớm muộn thì căn nhà của mình cũng sẽ tan hoang. Kinh ạ. Thì nếu chú chó của mình mà cắn phá đồ bạn càng dành của nó thì nó càng cắn mạnh hơn, nó càng dành mạnh hơn, vì sở thích của chó đó là cắn phá đồ, cắn xé. Nó xé mạnh hơn, hàm răng của chó sinh ra để cắn xé săn mồi, cho nên là chó rất cần một cái gì đó để cắn, để nhai, để cho đỡ ngứa răng, và cũng là để giải trí luyện tập. Thì thông thường mọi người sẽ quát lớn hay là đánh chó của mình thì lúc đó chó sẽ sợ và dừng lại. Tuy nhiên thì không phải lúc nào cũng hiệu quả, và những lần sau nó cũng không có hiểu, nó không hiểu là lúc nào được cắn và lúc nào không được cắn. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một số mẹo đơn giản để dạy cho chúng con mình khi nào cắn đồ và khi nào nhả đồ. Nếu như chó vô tình có đang cắn một món đồ của bạn, bạn sẽ chỉ cần hô hey, drop it, no. Như vậy thì no, I say no, king, no. Drop it. No. No. Sit. Thì như vậy, dần dần thành thói quen. Nếu bạn có thể nói cho chú chó của mình hiểu là không được cắn đồ nào, thì sau nhiều lần, chú chó sẽ ý thức được là mỗi lần bạn nói không được cắn,
nhả ra thì chú chó sẽ nhả ra. Và bạn có thể làm tương tự với bất kỳ đồ vật nào trong nhà. Chỉ trong khoảng một vài tuần thì bạn có thể chỉ cho chú chó của mình biết là những cái đồ nào trong nhà là không được cắn. Chú chó càng lớn thì cái ý thức của bộ não chó càng nhiều hơn, càng hoàn thiện hơn, thì chú chó sẽ ý thức được là những đồ nào không được cắn, nó sẽ ghi nhớ trong đầu, nó sẽ không có lặp lại cái việc cắn xé lần sau nữa. Thì để mà huấn luyện được chó thì mình cần có một số đồ dụng cụ, một số đồ chơi. Ví dụ như mình có một cái dây thừng ở đây. Chú chó thì rất thích chơi với dây thừng bởi vì nó có thể giằng xé mà không bị đứt, và mình có thể chơi cùng nó. Mình sẽ chơi với chú chó, khi mình lắc qua lắc lại bất kỳ một món đồ vật nào đó thì chú chó sẽ lao vào cắn xé, cắn rất là mạnh. Mình càng giằng thì nó càng hăng. Mình có la cỡ nào, có vỗ vào người nó, có đánh nó thì nó càng hăng nữa. Mình không thể sử dụng cái cách đó để mà khiến cho chú chó mình dừng cắn xé. Thì một cái mẹo đơn giản để cho chú chó mình dừng cắn xé rất là dễ, đó là không có lắc món đồ nó nữa. Mình sẽ để yên. Để yên thì chó sẽ cảm thấy chán, không có vui như lúc mà mình lắc mạnh món đồ. Và đồng thời mình sẽ tạo ra một khẩu lệnh để khiến cho chú chó của mình không cắn nữa. King, no. Drop it. King, drop it. Drop it. Good boy, drop it. Drop it. Drop it. Drop it. Good boy, good boy, good boy. Thì ngay khi mà chú chó của mình nhả món đồ ra, trong cái khoảnh khắc đó bạn sẽ hô cái hiệu lệnh nhả đồ, và đồng thời đưa cho chú chó cái món đồ chơi mà mình cho phép chú chó đó cắn, để nó biết là những cái món đồ nào mà mình kêu nhả ra thì không được cắn, nhưng mà nó sẽ có những cái món đồ khác để thay thế để nó chơi cho đỡ ngứa răng, đỡ chán. Okay, get it, get it. Get it, come on, get it. Get it, come on. Good boy, good boy. Good boy. Come on. Okay. Get it, get it, get it, get it, get it, good boy. Come on, King, come in. Come in, King. Đừng có. Hai chú chó ghét ồn quá, mình sẽ cho hai chú chó nhỏ vô trong. Come on, King. Where are you? Mình sẽ tiếp tục với một cái món đồ vật nào mà chú chó hay cắn xé trong nhà. Ví dụ như giày dép. Giày dép hoặc là cái khăn của bạn. Come on. Good boy. Và mình liên tục lặp lại cái cách mình vừa nói vừa nãy, đó là mình sẽ giữ nguyên. Và ngay những khoảnh khắc mà chú chó nhả ra, mình sẽ khen, mình sẽ hô cái khẩu lệnh nhả, và đồng thời đưa cho chú chó một món đồ ăn để gọi là thưởng và khen chú chó. Và sau đó mình sẽ đưa cho chú chó một cái món đồ chơi mà mình dành cho chú chó để chơi, để cắn xé. Thường nó sẽ là một cái sợi dây thừng, hoặc là một trái bóng, hoặc là bạn có thể sử dụng cái xương canxi dành cho chó để cho chú chó mài răng và cắn.
Keep coming. Good boy. Dần dần khi mà các bạn đã chơi quen với chú chó bằng một món đồ chơi thì chú chó sẽ rất là thích và lần sau sẽ có xu hướng là tìm lại cái món đồ chơi đó để chơi. Các bạn có thể, một bạn nào đó có thể bắt gặp một chú chó nhai một viên sỏi và ngày hôm sau chú chó lại tìm lại cái viên sỏi đó để mà nhai tiếp. Đó là một cái thói quen, khi mà đã chơi với một món đồ nào đó thì chó sẽ có xu hướng tiếp tục chơi vào những lần sau. Đó cũng là lý do nếu mà chú chó đã quen cắn giày dép trong nhà thì sau khi la mắng vào một ngày khác, chú chó lại tiếp tục cắn xé giày dép trong nhà, hoặc là thảm chú chân, hoặc là cái đồ gỗ, chân gỗ, bàn ghế. Thì mình sẽ luyện tập cho chú chó là quen chơi với một món đồ chơi này. Mình đã mua, mình đã dành cho chú chó chơi nhiều, chú chó sẽ quen. Và như các bạn thấy, khi mình chơi quen với chú chó Corgi này bằng món đồ chơi dây thừng thì mình có giơ món đồ vật khác lên như là giày dép thì chú chó cũng không có hứng thú, chú chó đã quen chơi với món đồ mà mình đã dành cho chú chó rồi. Hầu như là chú chó chỉ có hứng thú với cái dây thừng này thôi. Và bản thân khi mình sử dụng dây thừng thì cái việc cắn cũng dễ chịu hơn đối với răng chó, vì nó không có quá cứng và mình có thể lắc qua lắc lại. Đối với chó thì khi mình lắc qua lắc lại như vậy là mình đang chơi với nó rất thích. Và trong khi chơi mình sẽ giữ khoảng vài giây, mình dừng lại và hô khẩu lệnh nấu. Nếu chú chó tiếp tục lao vào, mình sẽ giật nhanh lên, mình sẽ không đưa cho chú chó. Nếu chú chó chồm lên thì mình sẽ hô khẩu lệnh. Trong khoảnh khắc chú chó dừng lại không có chồm lên, mình sẽ thưởng. Mình sẽ dùng một mẩu thịt hoặc một mẩu bánh thưởng, mình thưởng cho chú chó để chú chó dừng lại. Và mình thao tác khá là chậm. Nếu mình cầm cái món đồ chơi trên tay thì mình thao tác chậm thôi, bởi vì mọi thứ mà hoạt động nhanh, bất kỳ đồ vật nào mà chuyển động nhanh thì đều thu hút cái sự tập trung của chó. Vì vậy khi mà mình đã giật được món đồ ra khỏi miệng của chú chó thì mình sẽ chuyển động chậm thôi. Nếu mà nhanh quá, chú chó sẽ tiếp tục bị hưng phấn lên, bị kích động và lao vào cắn xé tiếp mà không nghe theo lệnh của mình. Thì hiện tại mình đang cầm trên tay món đồ mà chú chó rất là thích cắn, nhưng mình không có lắc. Các bạn sẽ thấy khi mình lắc mạnh là chú chó lập tức lao vào, bất kể là mình có ra lệnh hay không. Bởi vì mình mới chỉ dạy chú chó Corgi này khoảng hơn 3 tuần, chú chó chưa hoàn toàn nghe theo lệnh, trừ khi có đồ ăn hoặc là chuyển động chậm dành cho cái sợi dây thừng này. Khi mình sẽ lắc mạnh và lập tức chú chó sẽ lao vào. Và ngoài cái lệnh nhả mà mình vừa nói hồi nãy ra thì mình sẽ tập thêm cái lệnh cắn, để khi các bạn đã ra lệnh được nhả thì các bạn đồng thời phải ra lệnh được cho chú chó cắn món đồ nào đó, để khi mà chú chó làm sai, chú chó cắn giày dép, các bạn kêu nhả ra và đồng thời đưa ra một món đồ nào đó mà các bạn muốn chú chó cắn. Đó là món đồ chơi các bạn kêu chú chó cắn cái đó. Tại vì nhiều khi một số chú chó không có quen với món đồ chơi, các chú chó quen với việc cắn giày dép nhiều hơn thì mình chỉ cho chú chó biết là cắn cái gì mà không cắn cái nào. Giờ mình sẽ tiếp tục một lần nữa với chú chó Corgi này, kêu chú chó nhỏ nhả ra. King, drop it. No, drop it. Drop it. Good boy. Mình sẽ chậm thôi nha. Nếu mình giật nhanh hoặc là mình tiếp tục lắc qua lắc lại, chú chó sẽ tiếp tục lao vào. Mình chỉ cần lấy tay mình cản. Tuyệt đối các bạn không nên đánh hoặc la lớn, chú chó sẽ bị kích động nhiều hơn. Mình chỉ cần lấy tay che lại. Nếu chú chó tiếp tục lao vào, mình sẽ lấy tay che lại. Còn khi nào mình muốn chú chó tiếp tục cắn thì mình lắc mạnh, đồng thời hô hiệu lệnh cắn, để lần sau khi mình chỉ vô món đồ nào thì chú chó sẽ cắn món đồ đó. Đây cũng sẽ là tiền đề để các bạn dạy chú chó nhặt đồ, nhặt bất kỳ món đồ nào mà các bạn muốn. Nhặt bóng hay là nhặt chai nước hay là đi lấy lon nước cho các bạn.
Các bạn thấy người nước ngoài họ hay dạy chú chó đi lấy bia hay lấy lon coca, thì các bạn cần phải dạy được cho chú chó cái lệnh cắn đồ vật. King. Wait. King. Get it. Get it. Good boy. Get it, get it, good boy, get it, get it, get it, good boy. Drop it. Good boy, get it. Mình chỉ chơi trong vài giây là mình lại tiếp tục kêu nhả, rồi sau đó mình sẽ lại kêu cắn. Nếu các bạn đã quen với việc luyện tập như này thì trước mỗi bữa ăn của chú cún, các bạn chỉ cần luyện tập khoảng 5 phút, 10 phút thì chú chó sẽ cảm thấy được xả stress sau một ngày dài nằm chơi một mình, và cũng giúp cho chó tiêu hóa tốt hơn, ăn tốt hơn, không bị biếng ăn, và cũng đồng thời giúp mình huấn luyện được chú chó như mình mong muốn. Drop it. King, drop it. Good boy, drop it. Yeah. Drop it. Good boy. Get it. Good boy. Drop it. Get it. Good boy. Drop it. King, drop it. Get it. Good boy. Loài chó là một loài rất là thông minh. Các bạn chỉ cần kiên nhẫn trong một vài lần đầu thôi, thì những lần sau chú chó sẽ lặp lại cái hiệu lệnh của bạn rất là nhanh. Vừa nãy chú chó còn không nghe và luôn chồm để cắn cái đồ vật mà mình đang sử dụng, hoặc là cắn cái chai. Vừa nãy chú chó ở đầu clip chú chó cắn cái chai rất là dữ dội, nhưng bây giờ hô một lệnh là sẽ nghe một lệnh. King, drop it. Drop it. Get it. Good boy. Drop it. Good boy. Wait. Sit. Try to sit. Come on, sit down. Come on, come on, come on. Sit. Sit down, please. Come on. Come on. Good boy. Sit. Come on, sit. Good boy. Nhiều khi các bạn ra lệnh nhưng chú chó không hề nghe. Lúc đó các bạn đừng có quá nóng vội, cũng đừng có quá chú chó. Và cái bí quyết đó là khi mà chú chó không nghe, mình im lặng và kiên nhẫn lặp lại cái khẩu lệnh của mình. Đừng có nói những cái từ khác khiến cho chú chó bị rối. Có thể là chú chó của bạn chưa nhớ được cái khẩu lệnh, cái hiệu lệnh mà bạn đưa ra, cho nên chú chó chưa có thao tác đúng. Mình chỉ cần lặp lại hoặc là hướng dẫn lại, huấn luyện lại để cho chú chó nhớ. Thì lần sau vài lần như vậy thì chú chó sẽ nhớ và nghe răm rắp. Chứ mình đừng có la hay là nói chú chó thế này thế nọ, chú chó sẽ bị rối, chú chó không hiểu được ngôn ngữ của con người, chú chó sẽ bị rối. Mình chỉ cần im lặng chờ chú chó. Mình sẽ quan sát cái hành vi của chú chó, sẽ biết được là chú chó có đang nghe được hiệu lệnh, hiểu được hiệu lệnh của mình hay không, hay là chú chó đã hiểu nhưng mà chú chó bướng. Những chú chó mà bướng thì nghe hiểu nhưng mà cái mắt của chú chó sẽ đánh đi qua chỗ khác, sẽ nhìn ngó lơ qua chỗ khác, mặc dù là vẫn để ý mình, vẫn quay về phía mình, nhưng mà cái mặt sẽ ngó lơ quay sang chỗ khác. Thì đó là một cái biểu hiện chú chó nghe hiểu nhưng mà chú chó làm lơ, không có muốn thao tác theo cái khẩu lệnh mình vừa đưa ra, cái hiệu lệnh mình vừa đưa ra. Thì lúc đó mình chỉ cần kiên nhẫn, thương chú chó một chút, chờ chú chó, hoặc là nựng chú chó, cho chú chó ăn, thì chú chó sẽ nghe theo cái hiệu lệnh mình đưa ra. Thì qua thời gian, nếu mình chơi với chú chó càng nhiều và chăm sóc chú chó càng nhiều thì chú chó sẽ càng nghe lệnh bạn nhiều hơn và phản hồi cái lệnh mà bạn đưa ra tốt hơn. Thì về cái việc mà chăm sóc chó như nào, mình sẽ dành một buổi livestream khác để mà nói rõ hơn, để giúp cho các bạn có thể thực sự kết nối với chú chó của mình, thực sự khiến cho chú chó của mình muốn nghe theo lệnh chủ,
đi một bước là theo một bước. Cho dù là các bạn đi ra ngoài dẫn chú chó đi ra công viên đi dạo thì chú chó vẫn cố gắng ở trong cái phạm vi mà có thể thấy được chủ, chứ không có giống như những trường hợp mà chỉ cần mở cửa hay là đưa ra công viên thả xích một cái là chú chó chạy mất tiêu. Càng chạy càng đuổi chú chó thì chú chó càng chạy đi. Thì những trường hợp đó thì mình cần một khoảng thời gian khá dài luyện tập những lệnh cơ bản, sau đó mình mới luyện tập được ở ngoài trời. Thì hiện tại mình đang huấn luyện chú chó Corgi này, mình cũng sẽ cập nhật thường xuyên tình hình với mọi người để mọi người cùng huấn luyện chú chó của các bạn ở nhà. Trong thời gian 1-2 tháng đầu này mình sẽ cố gắng hoàn thiện cho chú chó này những cái lệnh cơ bản, rồi sau đó mình sẽ thực hiện các lệnh nâng cao. Các lệnh nâng cao thì thường là vẫn là những lệnh cơ bản, nhưng mà thực hiện ở nơi đông người, nơi mà có nhiều thứ khiến cho chú chó bị phân tâm. Chú chó có thể nghe theo lệnh của bạn ở trong nhà, nhưng khi có khách thì chú chó sẽ không nghe lệnh nữa. Thì đó là một bậc huấn luyện nâng cao hơn nữa. Mình sẽ đi dần dần cùng với chú chó Corgi này. Và buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc. Boss Dog sẽ cập nhật vào buổi livestream ngày mai với một chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề có lẽ mình sẽ thực hiện chủ đề là ăn và không ăn. Vì hôm nay chúng ta đã luyện tập với việc cắn nhà đồ, thì ngày mai chúng ta sẽ luyện tập với chú chó cái lệnh cho ăn và không cho ăn. Cho dù mình có đưa thức ăn để ngay trước mũi thì chú chó cũng sẽ không ăn, để tránh trường hợp chú chó ăn phải đồ lạ hay là ăn vụng thức ăn mà mình cần lấy lại, mình không thể nào trực tiếp đưa tay giành lại được, chú chó sẽ bị kích động và có thể cắn bạn, rất là nguy hiểm. Mình cần ra được hiệu lệnh đó để lấy lại đồ ăn hoặc là ngăn cản chú chó ăn những cái thứ linh tinh trên đường đi dạo đi chơi. Và ngày mai mình sẽ nói chi tiết hơn nha. Và Boss Dog mình muốn dành một chút để giới thiệu với Boss Dog. Boss Dog là trung tâm chuyên cung cấp các giống chó thuần chủng, có chó nhập và chó thuần chủng sinh đẻ tại Việt Nam, có giấy chứng nhận của VKA. Và mình cũng đồng thời cung cấp chuyên về các phụ kiện, đa phần là các phụ kiện hỗ trợ về huấn luyện. Và sau này mình sẽ luôn cập nhật những cái chia sẻ về huấn luyện và không hề tính phí nào hết. Nếu các bạn nào có thắc mắc, có khó khăn trong quá trình tự huấn luyện ở nhà thì có thể inbox cho page của mình sẽ trả lời. Và nếu trường hợp nào khó quá, mình sẽ dành một buổi livestream để tư vấn chi tiết. Và hẹn gặp lại các bạn vào livestream tối ngày mai lúc 8 giờ với chủ đề là ăn và không ăn. Bye. Kate, come in. Say goodbye to everybody.